Sau khoảng 5 năm cùng với anh em thì tôi dám khẳng định con Red Dot Acoc này xứng đáng với danh xưng chiếc Red Dot quốc dân. Lý do thì cực kỳ đơn giản là em nó chỉ cần lắp lên cho em kiểu dáng M4 hay HK là auto đẹp, bất kể là trên một hộp zin hay là lên Food Option. Trông thì có vẻ là hai phiên bản này khá là giống nhau nhưng thực sự lại khác nhau khá là nhiều. Acoc bản thường sẽ sử dụng năng lượng từ 3 viên pin nhỏ có mã LR936. Anh em lắp pin như thế này. Tâm có hai màu xanh và đỏ, năm cường độ sáng khác nhau được thay đổi nhờ vào nút mặt này. Vậy nên anh em có thể thoải mái sử dụng em Acoc bản thường này ở cả địa hình ngoài trời và địa hình trong nhà. Với bản này thì kính sẽ được phủ một lớp gương. Còn về phần chiếc màu này thì tôi đố anh em biết tác dụng của nó là gì đấy. Anh em có 5 giây để suy nghĩ nhé. Và câu trả lời của chúng ta chính là để hấp thụ ánh sáng lấy năng lượng cho Red Dot bên trong. Anh em không nghe nhầm đâu, phiên bản này sẽ không dùng đến pin. Ánh sáng môi trường càng mạnh thì Red Dot bên trong càng sáng. Với phiên bản Acoc có bao thì kính có một lớp phủ màu đỏ. Em này thì phù hợp với anh em nào thích chơi ngoài trời sáng và không bao giờ phải lăn tăn đến vấn đề pin bủng lằng nhằng tiện ra phết. Có màu sướng là thế, nhưng bản thường lại có thêm tâm ruồi. Nếu không dùng Red Dot thì anh em có thể nắm bắn được luôn, cũng xứng đáng là thêm điểm cộng anh em nhỉ. Và để điều chỉnh được tâm Red Dot lên xuống trái phải thì anh em mở các núm này ra và chuôi chiều kim đồng hồ thì lại sang trái, ngược chiều kim đồng hồ thì lại sang phải. Còn để chỉnh lên thì vặn ngược chiều kim đồng hồ, chỉnh xuống thì vặn theo chiều kim đồng hồ. Anh em có thể thấy là tâm đang bị lệch lên phía trên. Đó, anh thấy không? Đợi mình sẽ tinh chỉnh lại để cho tâm nó đúng với cả cái kia nhé. Và đây là thành quả sau khi căn chỉnh xong này. Ok đấy chứ. Hai em Acoc đều có chất liệu kim loại, sờ vào lạnh tanh, cầm thì đầm chắc lìn. Với khối lượng của Acoc bản thường là 363,3 gram, chiều dài là 15 cm, chiều cao là 9 cm. Còn với Acoc có màu, khối lượng là 339,6 gram, chiều dài là 15 cm, chiều cao là 8 cm. Để lắp vào súng thì cực kỳ đơn giản, anh em vặn hai ốc này ra để lỏng hàm, gá vào súng rồi siết ốc, thế là xong, chặt và dính lấy nhau cả đời luôn. Nếu là anh em thì anh em chọn mẫu nào, có màu hay là phiên bản thường, hãy để lại cảm nghĩ của anh em ở trong phần bình luận nhé. Link cũng sẽ có ngay ở đây cũng như ở trong phần mô tả và phần bình luận.